Du Ký. Nguyên tác Ngô Thừa Ân. Biên kịch Đới Anh Lộc, Châu Ước Thanh, Dương Khiết. Đạo diễn Dương Khiết. Quay phim chính Vương Sùng Thu. Âm nhạc Vương Văn Hoa. Chủ nhiệm phim Tằng Tâm Ảnh, Đoàn Tiểu Thường. Các diễn viên chính: Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Trì Trùng Thụy, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ, Chu Lâm, Dương Quế Hương, Lý Văn Quyên, Vương Linh Hoa, Thiết Ngưu, Lý Hồng Sương, Diệp Sĩ Manh, Diêu Gia, Trương Thanh, Mộc Đồ, Trương Dương, Dương Bân, Lý Kiến Thành, Vương Sung và các diễn viên khác. Trung tâm Sáng tác Kịch Truyền hình Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Cục Công trình 11 Bộ Đường sắt Trung Quốc phối hợp sản xuất tháng 1 năm 1986. Xin mời. Mời. Ồ, sư phụ xin, sư phụ xin. Mời sư phụ vào trong. Sư phụ. Xin ngồi, mời ngồi. Xin trà. Bưng trà lên. Xin. Xin hỏi hai vị từ đâu tới? Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường. Đến từ Đông Thổ Đại Đường. Vâng lệnh vua đường sang Tây Thiên lấy kinh. Đi qua trang trại của ngài, xin được ngủ trọ một tối. Lu qua bảo trang, chia trụ y xiu, mình dạo biên xình. Hóa ra, hai vị chỉ đến xin ngủ nhờ, chứ không phải đến để bắt yêu quái hả? Nhân tiện bắt vài con yêu quái chơi cũng chẳng mất gì. Xin hỏi ở đây có mấy con yêu quái? Mấy con á? Trời ơi, lại còn mấy con? Chỉ một con cũng đã làm cho gia đình tôi ăn không ngon ngủ không yên rồi. Bà dụ con yêu quái đến đây, tôi sẽ bắt giúp bà. Nói đến con yêu quái này thì lúc đầu đối với gia đình họ Cao chúng tôi, nó còn là ân nhân đấy. Thúy Lan ơi, Thúy Lan con ơi, trả con cho tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Đi mau, nhanh lên. Trả con cho tôi. Đứng lại. Mau lên nào. Trả con tôi đây. Đứng lại. Ôi.
快点，妖怪，妖怪，chạy mau đi！Yêu quái, các người chạy đi đâu? Tiểu thư, bọn chúng đã bị tôi đuổi đi rồi.Xin mời ra đây. Con ơi, con ơi, tiểu thư ơi, Thúy Lan con ơi, mau ra đây. Xin cảm ơn tráng sĩ. Không dám, không dám. Mau đưa tiểu thư về nhà đi. Lại đây. Người định chạy đi đâu? Đi, mau ra khiêng kiệu đi. Mau ra khiêng kiệu. Lần này cũng may nhờ tráng sĩ ra tay nên con gái tôi mới thoát nạn. Chỉ sợ bọn chúng lại đến nữa thì làm thế nào? Hai cụ cứ yên tâm, không phải tôi huênh hoang. Chỉ cần có tôi, bọn chúng dù có đông đến đâu cũng không thể bắt tiểu thư đi được. Nếu vậy, xin đa tạ ân nhân quá. Xin đa tạ. Thúy Lan, mau bưng trà mời tráng sĩ đi con. Xin mời ân nhân dùng trà. Xin đa tạ tiểu thư. Xin mời dùng trà. Vâng vâng. Tráng sĩ ơi, mời tráng sĩ ở lại với chúng tôi vài hôm. Ý tráng sĩ thế nào? Được thôi, xin tuân lệnh. Nhẹ thôi. Bẩm ông, sao mày lại hớt hải thế? Yêu quái không ăn thịt mày à? Đâu phải yêu quái, đó là một tráng sĩ. Thế Cao tiểu thư đâu? Bọn họ kiệu về nhà họ Cao rồi. Ông xem kìa, thật đúng là người tốt. Thật đúng là người tốt. Chỉ tội ta chưa biết lai lịch anh ta ra sao. Ông chẳng nghe nói đấy à? Anh ta quê ở Phúc Lăng đấy. Không cha, không mẹ, không anh, không em. Chẳng vướng víu gì cả. Lại chịu khó. Chỉ mỗi tội ăn quá nhiều. Kể về lâu về dài thì... Nhưng lại làm nhiều. Người tốt lại rất khỏe. Phải. Trông anh ta còn hơn ông. Nếu giữ anh ta ở lại làm con rể thì nửa quãng đời còn lại của chúng ta cũng có chỗ nương tựa. Nếu giữ anh ta ở lại làm con rể
啊，做个养老女婿，咱二老不是也有个伴子做依靠吗？啊，嗯嗯。就是委屈咱翠兰了。去作业交给翠兰，要不是他，如果不爱他，那翠兰就被压死了，不是吗？嗯，可倒也是。cũng phải， 就这么办。vậy quyết định thế nhá。好。được。nhất bái thiên địa。nhị bái cao đường。đứng lên, mau đứng lên đi. Phu thê giao bái. Cao Thái Công, Cao Thái Công ơi. Thái Công ơi, Thái Công. Nhà dịch đang kéo đến đây. Thái Công, Thái Công, cái địa bảo đeo một bao người, xông vào đây. Nhà dịch đang kéo đến đây. Để ta ra xem. Tôi xem xem. Để ta ra xem.mau chạy đi Thank you.
Xin chúc mừng ông bà. Xin chúc mừng. Mọi người ăn đi, xin mời. Chú rể đâu nhỉ? Xin mời. Ôi, yêu quái. Mau vào với tiểu thư đi. Ông vào đây. Ôi, yêu quái. Yêu quái. Chạy mau. Hay quá. Kiếm một thằng yêu quái làm gì? Gạo đã nấu thành cơm rồi thì phải chấp nhận cuộc hôn nhân này thôi. Thưa ngài, sao ngài lại nói vậy? Con gái tôi không thể gả cho yêu quái được. Vậy phải làm gì bây giờ? Đây là cái số không may của gia đình họ Cao chúng tôi. Thúy Lan, Thúy Lan ơi. Nhạc phụ, nhạc mẫu ơi. Con cần phải gặp vợ con. Con cần phải gặp vợ con. Thật à? Có thật không? Thật mà. Em thấy mõm của nó rất dài. Tai thì to. Mọi người sợ quá chạy tán loạn. Nương tử. Xin chào nương tử. Người cút đi, đổ yêu quái. Tôi đâu phải là yêu quái. Nương tử ơi. Để ta cởi áo cho nương tử. Nương tử ơi. Yêu quái. Nương tử. Yêu quái. Đừng sợ. Nàng đừng sợ. Nương tử chạy đi đâu đấy? Yêu quái. Nương tử. Nương tử chạy đi đâu đấy? Đừng sợ. Đứng lại đi. Nương tử. Cha mẹ ơi, cứu con với. Nương tử. Nương tử ơi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Làm thế nào bây giờ? Mau đi mời pháp sư đi. Đúng là oan nghiệt. Nàng ơi. Nàng ơi. Nương tử. Nương tử. Cứu tôi với. Nương tử. Cút đi. Cút đi. Xin đừng. Đừng. Được. Vậy lão Trư sẽ đợi thêm vài ngày nữa.
Mẹ ơi, Thúy Lan ơi. Nhạc mẫu, việc của ta gia đình cứ bàn đi tính lại. Ta không đợi được nữa đâu. Lần sau đến ta không khách sáo nữa đâu. Cứ như vậy, nó cưỡi mây cưỡi gió, cát bụi bay mù, cứ vài ngày lại đến ép con gái tôi. Yêu quái nó lại đến đây. Ngộ Không, sư phụ, con có thể hàng phục được con yêu quái này không? Sư phụ yên tâm, nếu đêm nay nó đến thì chỉ có đi chứ không có về. Mong các ngài nghĩ kế lâu dài, đuổi hộ nó đi. Bà đừng sợ, nếu nó đến tôi sẽ hàng phục nó. Thưa tiểu hòa thượng, cần mấy người giúp đỡ? Chỉ cần mỗi mình ông thôi. Tôi á? Chỉ cần ông ngồi với sư phụ tôi là được. Mời ngài lại đây. Con gái tôi bị nhốt trên này này. Đưa đây. Đưa cái gì ạ? Chìa khóa chứ gì nữa. Tôi mà có chìa khóa thì chẳng phải nhờ đến ngài. Không không, nếu đập vỡ ổ khóa này, yêu quái nhìn thấy nó sẽ đề phòng ngay. Lỡ mà không hàng phục được nó thì gia đình tôi sẽ chết mất. Thôi được. Theo ta. Vào đây. Vào đây. Thúy Lan ơi, mẹ, Thúy Lan, con, mẹ, Thúy Lan ơi, Thúy Lan con ơi, con khổ quá. Mẹ ơi, mẹ lên đây bằng cách gì đấy? May mà có hòa thượng này. Mẹ, đừng sợ tiểu thư, yêu quái đã đến chưa? Nó chưa tới. Mẹ ơi, nó đến rồi đấy. Hòa thượng, làm thế nào bây giờ? Mong ngài cố giúp cho. Hai mẹ con bà cứ đi đi. Nó đến rồi. Mẹ ơi, sư phụ ơi, làm sao bây giờ? A-di-đà-phật. Nàng ơi, đêm nay cho ta vào nhé. Nàng ơi, hôm nay cho ta vào nhé. Vậy chàng cứ vào đi. Hay lắm.
多谢娘子，大大大大娘子牛来了。娘子，我老猪娘儿，老猪心巧娘。娘子，你吹灯干什么？娘tắt đèn làm gì？吹灯瞎火的。tối mò thế này, lão chư không thấy được nàng đâu. Lang chư. Lang quân ơi.我在这儿thiếp ở đây cơ mà. Nàng đã ưng thuận, còn nàng đã ưng thuận, còn chúng ta làm gì? Nàng hay tỏa gì mà? Nàng chẳng xấu quá, thiếp sợ lắm. Nàng đúng là ta hơi xấu, nhưng ta nói thật, muốn đẹp trai thì dễ thôi, chỉ có điều biến đi biến lại phiền phức lắm.Hơn nữa, vợ không nên chê chồng xấu. Theo ta thì chúng ta nên thương nhau. Chỉ nghĩ đến chuyện vợ chồng, chẳng nghĩ gì đến nỗi buồn của thiếp cả. Nàng buồn gì vậy?娘子，娘còn điều gì không vừa ý? 不顺心的啊！你整天ngày nào chàng cũng đi mây về gió, 不知是哪里人家, chẳng biết chàng ở đâu, lai lịch thế nào? 我早跟丈人说了，ta là Trư Cơ Nghiệp ở núi Phúc Lăng, Động Vân Sở, Yun Trạn Động.你今儿个怎么想问这个来了？Đêm đã khuya rồi. 娘子，你看，chúng ta đi nghỉ thôi. 夜深人静了，咱们还是早点安歇了吧，啊？哎，娘子啊，你好大的力气！Sao nàng lại khỏe thế? Là lại giận ta đến muộn chứ gì? 还想做夫妻呢? Nói cho chàng biết, 我爹今天请了法师，前来想你了。Bởi pháp sư đến bắt chàng đấy. 什么？Pháp sư à? Ta không sợ. Cho dù cha nàng có mời pháp sư giỏi đến mấy cũng không làm gì được ta. Hôm nay cha thiếp mời ông Tề Thiên Đại Thánh, người mà 500 năm trước đây đã đại náo thiên cung đến bắt chàng đấy. Hả? Tề Thiên Đại Thánh hả? Nàng ơi, có thật không? Thật đấy. Hỏi lắmHỏng. Hỏng rồi. Ta phải về đây. Quay lại đây. Chàng đừng đi nữa. Nàng không biết đó thôi. Cái thằng Bật Mã Ôn đó, nó giỏi lắm. Ta sợ không đấu lại được với nó. Thôi, ta phải về đây. Hôm sau ta sẽ đến. Lang quân ơi, chàng để thiếp lại một mình mà đi à? Vậy nàng bảo ta phải làm thế nào? Hay là chàng cho thiếp cùng đi? Thế thì hay quá. Đi nào. Nhưng thiếp không đi bộ được. À, được rồi, ta sẽ cõng nàng. Đồ đệ của tôi mọi lần bắt yêu quái đều đánh nhau cả. Tại sao lần này không có động tĩnh gì cả nhỉ? Vì sao hôm nay không thấy động tĩnh gì? Thái công. Ông ơi. À. Thái công.Yêu quái và hòa thượng đều biến mất cả rồi. Trời ơi, mấy lần trước các vị pháp sư đều biến mất như vậy đấy. A Di Đà Phật. Lang quân, cái động của chàng ở đâu? Nàng đừng sốt ruột, đi một tí nữa là đến thôi. Thank you.
哎呀，还有多远？còn xa không？ 别问了，đừng hỏi nữa。sao nàng lại nặng thế? Chàng không cõng nổi tiếp à? Được, được, không sao. Mệt quá. Ta không thể đi được nữa rồi. Chàng muốn làm gì? Nương tử ơi, nàng xinh quá. Nàng thật giống Hằng Nga. Chàng đã gặp Hằng Nga rồi à? Tất nhiên. Ta với cô ta còn... Còn gì nữa? Còn làm gì nữa? Chàng nói đi. Không có gì đâu. Không có gì. Nếu chàng không nói thì thiếp về đây. Đừng về. Đó là chuyện ngu xuẩn của ta. Vậy chẳng mau nói đi. Chuyện nói ra dài lắm. Năm xưa, lão Trư vốn là thiên bồng nguyên soái trên trời.
不想下界之后ta bị đẩy xuống hạ giới và bị biến thành bộ mặt lợn thế này đấy. Chàng thật không biết xấu hổ. Sao tay nàng khỏe thế? Thiên bổng nguyên soái, hãy xem ta là ai. Quay lại đây, quay lại đây. Nàng ơi. Thiên bổng nguyên soái, mi dám cưỡng ép con gái nhà lành, ta sẽ cho mi biết tay. Thiên bổng nguyên soái, chạy đâu cho thoát. Cái con khỉ này chỉ lắm chuyện thôi. Cô lại. Lại đây. Động Vân Sạn, đồ ngu xuẩn, ra đây, ra đây. Bật Mã Ôn, mi làm hỏng việc lớn của ta thì đáng tội gì? Đồ ngu xuẩn này, xem mày chạy đi đâu. Bật Mã Ôn, giỏi thì vào đây. Bật Mã Ôn, luật trời có ghi phá hỏng cổng nhà người ta là đáng tội chết đấy. Cưỡng ép con gái dân lành mới đáng tội chết. Ah!
别打了，thôi đừng đánh ta nữa, đừng đánh ta nữa. Mi còn dám đến nhà họ Cao nữa không? Không không, không thể nói mồm không được. Mi mau đốt động phủ này và chuyển đi nơi khác đi. Tôi không thể chuyển đi được. Quan Âm Bồ Tát dặn tôi ở đây đợi người đi lấy kinh. Lão Tôn chính là người bảo hộ cho Đường Tăng ở Đông Thổ Đại Đường đi lấy kinh đây. Thật à? Đừng có lừa ta nhé. Ai thèm lừa mi? Ai thèm lừa mi chứ? Đi thôi. Thầy Cung! Ông ơi! Thầy Cung! Ông ơi! Thầy Cung! Thái Công ơi! Thầy Cung! Thầy Cung! Ông Tôn Ngộ Không đã bắt được yêu quái rồi. Thế à? Ở đâu? Kia kìa! Đến nơi rồi. Đồ đệ của ngài cao cường thật. A-di-đà Phật. Thưa quý vị, vòng chung kết UEFA Euro 2020 đang tới gần. Trận khai mạc diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại sân vận động Stadio Olimpico ở thành phố Rome giữa chủ nhà Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Thời điểm này, Đài truyền Việt Nam đã có sự chuẩn bị như thế nào để lan tỏa không khí của ngày hội bóng đá trên các kênh sóng? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Euro 2020 sắp diễn ra thì đúng là một kỳ Euro đặc biệt khi mà dịch bệnh Covid đã làm thay đổi hoàn toàn những lịch thi đấu cũng như là kế hoạch thi đấu của UEFA cũng như là của tất cả các đội tuyển tham dự. Có thể nói Đài truyền Việt Nam sau khi có bản quyền của cái sự kiện này từ năm 2020 thì đã có kế hoạch để chuẩn bị rất là kỹ, tuyên truyền cho các sự kiện này cũng như là kế hoạch sản xuất để làm sao mà kỳ Euro được diễn ra thành công. Theo như thông báo của ban tổ chức của UEFA thì các trận đấu cũng sẽ không được có số lượng khán giả đông nhất, mà các trận đấu có những trận đấu số lượng khán giả chỉ được 25% mà được vào sân theo số lượng và cái sức chứa của sân, cũng như là những trận đấu cuối cùng, những trận đấu ở vòng chung kết hay là những trận đấu ở các lượt trận như bán kết, chung kết thì số lượng khán giả cũng chỉ được là từ 50 đến hơn 50% thôi. Điều đó cho thấy rằng là mặc dù là dịch bệnh Covid như vậy thôi, nhưng mà UEFA cũng như là ban tổ chức và các đội bóng đều rất là cố gắng chuẩn bị cho mình làm sao vẫn được thi đấu, vẫn phục vụ khán giả cả thế giới, khán giả cả châu Âu và khán giả tất cả những hâm mộ bóng đá toàn thế giới được xem một giải đấu có thể nói là rất là chất lượng. Để khán giả VTV cùng hòa mình trong không khí ngày hội bóng đá châu Âu, những người làm chương trình thể thao đã chuẩn bị chuỗi chương trình đồng hành gửi tới khán giả. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid, ban sản xuất các chương trình thể thao đã dừng sản xuất một số chương trình có sự tập trung đông người như Nóng cùng Euro, Người hâm mộ bình luận cùng Euro. Đặc biệt năm nay thì trường quay cũng sẽ là một cái trường quay rất là mới lạ để làm cho các chương trình cái buổi khai mạc. Thì cho đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để tính làm sao một cái buổi lễ khai mạc nó rất là phù hợp, nó rất là cuốn hút, nhưng mà nó vẫn đảm bảo cái việc là giãn cách xã hội, đảm bảo cái việc mà phòng chống dịch. Đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là khán giả cũng rất là thuận lợi để theo dõi những trận đấu bóng đá. Ban ngày thì đi làm, nhưng buổi tối thì có thể là theo dõi được.
Để cùng với đó là những cái khán giả mà không có thời gian để theo dõi trên sóng của VTV thì có thể theo dõi những chương trình nhật ký của chúng tôi hay là toàn cảnh của chúng tôi được phát sóng rất là đều đặn. Ngoài những trận đấu sôi động được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 và VTV6, khán giả sẽ theo dõi 6 chương trình đồng hành: toàn cảnh UEFA Euro 2020, nhật ký UEFA Euro 2020, khoảnh khắc UEFA Euro 2020, con số UEFA Euro 2020, sôi động UEFA Euro 2020 và đáng chú ý là làn gió mới rap UEFA Euro 2020. Toàn cảnh Euro lao theo trái bóng từ cảm xúc mà không bị bỏ lỡ. Bình luận vạch ngôi sao Ronaldo đã từng đến đây chinh phục ngôi cao. May mắn là khi kết hợp với anh Hà Lê thì anh em có rất nhiều những tiếng nói chung trong âm nhạc mà đã làm nên một sản phẩm mà nó thể là nghe rất là năng lượng và tràn trề sức sống cho thể thao. Khi rap kết hợp với cả thể thao thì nó sẽ ra một thứ rất là năng lượng. Tại vì bản thân rap cũng là một thứ như vậy, có nhiều năng lượng ở trong đấy, thể thao cũng vậy. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch được những người làm thể thao VTV đặc biệt chú trọng, nhất là ở thời điểm sự kiện thể thao đang tới gần. Rất tiếc là các phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam đã đăng ký thẻ tác nghiệp rồi. Thế nhưng mà với tình hình dịch bệnh như này, tôi cũng đã tính toán và không cử phóng viên đi nữa và cũng đã liên hệ với các phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam thường trú ở nước ngoài như phóng viên Hồng Quang ở châu Âu, rồi cũng các phóng viên ở Nga, phóng viên ở Pháp và thậm chí là có phóng viên ở Trung Đông, làm sao có những cái phóng sự bên lề để gửi về những cái không khí của người hâm mộ trên toàn thế giới đang theo dõi bóng đá cũng như là không khí ở ngoài sân. Với khách mời đến trường quay thì chúng tôi cũng đã có những cái trao đổi rất là kỹ, bàn bạc rất kỹ để đảm bảo là khi khách mời đến phải tuyệt đối an toàn cho cái công việc làm bình luận cũng như là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cái công việc phát sóng từ phóng viên, đạo diễn quay phim. Và chúng tôi luôn ý thức rằng là tất cả các cái đội ngũ phóng viên, biên tập viên của ban thể thao luôn luôn là được thực hiện đúng quy định là phòng chống dịch của Bộ Y tế, của Chính phủ cũng như là của Đài Truyền Việt Nam. 51 trận cầu đỉnh cao của UEFA Euro 2020 lần đầu tiên được tổ chức khắp châu Âu tại 11 thành phố ở 11 quốc gia. Với hình ảnh không khí xem bóng đá tại Việt Nam, những bàn thắng đẹp, khoảnh khắc và con số ấn tượng và nhiều màu sắc khác, tất cả sẽ góp phần tạo nên một bữa tiệc bóng đá dành cho người hâm mộ của VTV. Một sự kiện thể thao được nhiều người hâm mộ chờ đợi, những người yêu thích bóng đá chờ đợi, cũng sẽ là một kỳ Euro đặc biệt với khán giả, đặc biệt với tất cả chúng tôi. Và rất mong là khán giả truyền hình yêu thích bóng đá, khán giả